Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Được không? Giờ nói nhỏ. À, chưa được hả? Chưa được. Ok, con thôi đợi chút xíu nữa nha. Dạ. Ok. Rồi. Bạn dê là đẻ hơn mùng mấy em? Dạ, mùng 6 à. Mùng 6 hôm khai trương luôn. Hôm khai trương luôn, quá có lọc luôn. Lọc lá đại mình luôn. Ôi, mùng 6 là hôm nay mới được có chưa được 10 ngày. Dạ đúng rồi. Chưa được 10 ngày mà cũng to quá ta. Dạ. Lúc mới đẻ ra cỡ nào ta? Nó nhỏ hơn cái này một xíu à. À, nhỏ hơn xíu à. Đây là dê mẹ đây. Dạ đúng rồi. Hello. Boy or girl? Girl à. Đẹp không? Đẹp à. Chưa là. Chưa là. À ơi, vừa mới nói. Lớn lắm. Còn bú sữa mẹ không em? Dạ có anh. Có bú sữa mẹ. Ăn được chưa hay là chỉ bú thôi? Dạ nó chỉ bú thôi, nó chưa ăn được. Cái này anh cho ăn cỏ gì ta? Cái này cỏ gì? Dạ, cỏ khô thôi. Cỏ gì gì thi quên tiêu à. Lâu quá không còn ăn thỏ. Em có cho nó bổ sung thêm cám và ngũ cốc. Cám ngũ cốc của mấy con hamster á. Cho nó ăn luôn. Có nhiều dinh là đẻ tự nhiên luôn hả? Dạ đẻ tự nhiên luôn hả? Có nghĩa là hôm mùng 6, ấy là mình anh Hòa phát hiện ra. Dạ vô đây dọn dẹp á thì nhân viên phát hiện xong rồi kêu cậu qua. Ồ, đây là hoàn toàn bất ngờ luôn. Dạ bất ngờ luôn, cũng không biết trước là nó đẻ bao lâu. Không biết trước là nó có bầu luôn hay là à sao? Biết trước nó có bầu nhưng mà không biết trước ngày nó đẻ. À, em có tìm hiểu là con mẹ sẽ ôm bầu bao nhiêu tháng mới đẻ không? Em nghĩ là hơn 7 tháng á. Ôi vì... lâu dữ vậy hả? Dạ. Mình 7 tháng mới đẻ luôn. Tại vì lúc mà em vô đây làm tới giờ là hơn 7 tháng á. Thì thấy cái bụng nó đã bự như vậy rồi. Thì tới Tết luôn nó mới đẻ. Nó bảo vệ con nó lắm. Cái màu sữa đó các bạn. Màu sữa kìa, tơ màu sữa kìa. Nè, kìa bá đó nè. Một màu sữa này là mà nuôi có một con thì chắc là đầy đủ dinh dưỡng. Đầy đủ dinh dưỡng cho con ha. Ở nhà mình là có 3 con. Ba bạn màu đen không có đẹp, màu có sáng sủa đẹp như bạn này đó, nhưng mà đực không à, không có con cái nào hết trơn á. Giờ đi kiếm mua con cái không, không có. Ở con cha nó đâu ta? Con cha nó ở dưới chuồng lạc đà mà. À, tại sao phải tách ra? Tại sợ nó ủi con của nó, tại cha của nó hơi hùng xíu. À, coi như là con cái đó là cái do riêng cái bạn đó tính hơi hùng. Dạ đúng cái rồi. Cái giống dê nó là vậy. Dạ không, cái tính của bạn đó nó hơi hùng xíu rồi. Lúc mà nó bú nó hay ủi vô cái vú của mẹ nó để cho sữa nó chảy ra. À, có nghĩa là phải dùng cái đầu của nó nhấn vô bạn. À, đúng rồi. Bú rồi nó nhấn vô cái bầu sữa, nhấn vô sữa chào ra. Hay ha. Nó hay khiều con á. Hai mẹ con của nó cũng thương nhau. Dạ. Dạ. Anh thấy quấn quýt ghê luôn. Vậy là hôm bữa đó là tụi em vô đây dọn dẹp. Dạ. Dạ là thấy con dê con nó thấy cái quá trình nó đẻ không hay là thấy dê con nó đã ra ngoài luôn à? Chắc là đã ra ngoài luôn tại vì có một bạn khác dọn dẹp ở đây. À. Tụi em hay nói giỡn với nó, với lại cậu cũng hay nói giỡn là nó có cái quần cái áo. Con dê con mặc cái quần cái áo. Đúng rồi. Có quần có áo luôn các bạn. Coi nè. Coi cái phân bổ màu lông á, đây. Quần. Đây quần. Nè cái áo trên, áo này gọi là gì? Rất áo rất tốt. Rất tốt. Chừa cái lỗ cúng kìa. Á nó hay ủi vậy. Lần nữa ta, khoảng mấy ngày nó bắt đầu tự ăn được. Em cũng không biết. Em chưa biết chưa. Anh Hòa đặc biệt rất là mát tai ha các bạn ha. Anh Hòa theo mình biết ảnh cũng là người đầu tiên sinh sản được. Cũng vài dòng là người đầu tiên sinh sản được. À, thì đối với dê thì tư nhân á, ở cơ sở tư nhân á, thì mình thấy anh Hòa. Còn mấy cái gọi là mấy cái zoo lớn thì mình không nói ha. Cơ sở tư nhân thì anh Hòa ảnh đẻ được con này. Em chỉ thấy nó thích ủi vô mấy cái cây này thôi. Ủi vô mấy cây. À, giống như là nó mài cái sừng của nó vậy anh. À, nó có tắm rửa gì không ta? Dạ có chứ, em vẫn tắm cho nó. Chắc chưa biết nhảy đâu. Ai con bự hả? Bự thì dư sức. Con bự thì nhảy lắm. Tụi này hả, tụi này nó leo trèo hay lắm, mấy cái bách đá nó leo luôn. Anh thử biết coi. Đây. Đó, muốn thì lên mấy hồi. Nhỏ xíu. Lên đây. Lên đây con. Lên đây.
con của nó cũng muốn nhảy đó. Muốn nhảy luôn hả? À. Đó. Đó bạn. Đó. Cái này là cái bản năng trời sinh cho nó rồi, là nó có thể nhảy rất là nhẹ nhàng luôn. Lê chè anh mới nhảy với người đó kìa. Đó. Lên đây con. Lên đây. Lên đây. Lá muốn cái chân này của em được không? Đó, đó, đó. Biết mà được lên TV làm gì là ở biểu diễn rồi ha. Đó. Ồ, nguyên cái này là nguyên cái chuồng của nó luôn em. Dạ đúng rồi. Cái khu vực cát đó là có đóng một cái vai trò gì trong cái đời sống đó không? Nó là cát dư á. À, cát dư à. Dạ. Dê này nó ngộ nhất là nó leo trèo, leo cây rồi, nó rất là độc luôn á bạn. Nó đi trên những cái vách đá thẳng đứng mà mình nghĩ là sẽ té không á. Thẳng đứng rồi luôn mà nó đi được trên mấy cái gờ, công nhận hay này. Để coi cái cấu tạo chân của nó như thế nào mà nó có thể đi được trên những cái như vậy ha. Chân nó bao gồm hai móng. Cuốn rúng chưa rụng xong đâu, cuốn rúng còn rồi. Mới có, nếu mà mùng 6 thì hôm nay chắc cỡ chắc chưa được 10 ngày đâu, 9 ngày. Dạ. 9 ngày. Chân nó móng giống vậy nè các bạn. Hai móng. Khi mà anh bắt con nó là con nó kêu là nó sẽ kêu vậy. Là vậy đó. Đó. Đây, đứng ngay đây mà, đứng ngay. Đứng ngay đây mà, đây. Nhai cái mỏ méo 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 cái kia. Đây. Dê này nó hiền ha, nó dạ, hiền quá. Ví dụ mình đụng con đó, nó cũng không có dạ. Hút hay là đánh rồi. Nhưng mà con đực chắc là nó sẽ dữ hơn. Con đực thì nó dữ hơn nè. Đó, nhảy nhảy á. Nó chỉ kêu để đòi lại con của nó thôi. Dê các bạn thấy là nó do nó ăn thực vật, ăn cỏ, đâm ra nó ăn cả ngày luôn á. Nó ăn mà nó ị cả ngày ha. Dạ. Nó đi vài bước ị một cục. Quay lại chỗ ăn, ăn vài miếng, rồi đi vài bước ăn một cục, ị một cục. Nó cứ vậy hoài luôn á. Không nghe mùi à? Có thể là nó là do con cái nó ít mùi hơn. Con đực thì nó sẽ mùi nặng hơn. Dạ. Nguyên một khu vườn luôn. Kêu ba con nhà cho nó hôi rinh luôn, gió thảo tiếng cả nó bài tới sắp luôn. Được rồi. Nó đẻ được mấy lần ta? Em nghĩ là một lần. Bây giờ cái phong trào mà nuôi dê cảnh đang rất là phát triển nha anh em. Mọi người coi clip mà có muốn chơi cái dòng bếp này thì có thể comment ở dưới hoặc là inbox cho mình sẽ chỉ những cái trại người ta có chia lại để cho anh em về chơi ha. Thì đó, thứ nhất là mọi người có thể dùng cái chuồng nuôi thì rất là đơn giản. Thì mình biết cái đặc tính của con dê này là nó thích leo trèo, cho nên mình tạo những cái bước này. Cái cây, nếu mình có không gian rộng hơn, cái cây của mình nó gọi là nó xè ra, có chỗ cho nó nhảy, nó leo. Đó, nó leo lên đây là ok, đơn giản là vậy thôi. Đồ ăn này các bạn thấy rồi, rất là đơn giản. Cỏ khô, cái này có thể mua những cái tiệm thú cưng đồ này họ là ta có bán. Cỏ anh pha pha hay gì đó, quên mất tiêu rồi. Đại loại là vậy. Đó, thì nó ăn rất là sạch sẽ, đơn giản. Nó chỉ có một cái vấn đề duy nhất thì chúng ta nên có một cái không gian, cái chuồng riêng cho nó. Còn chúng ta thả lan á thì chúng ta sẽ chấp nhận một cái điều là nó sẽ rải biển khắp nơi. Đó, phải chấp nhận thôi. Nó cứ ăn chút xíu thì đó. Thì chúng ta nên có một cái không gian riêng cho nó như thế này. À, khi nào mà chúng ta muốn chơi nó thả ra ngoài cho nó chơi thì nó rất là năng động, các bạn thấy không? Rất là năng động, không ồn ào như con chó. Đó, nhưng mà cũng rất là năng động, lanh. Giờ mình sẽ kêu nó nhảy lên đây cái nữa coi. Cho lên cạo coi, dám không? Rất là đơn giản, dễ thương. Bây giờ nó có những cái màu rất là đẹp nè, màu này cũng là đẹp nè. Có màu cà phê sữa nữa không ta? Dạ, cà phê sữa có. Rồi bò sữa trắng đen, đó, rất là màu, những cái tông rất là đẹp. Thì thường chúng ta thấy là những bạn dê màu hơi tới tối. Bạn này dê giờ màu đẹp. Cái này giống ở đâu ta, quên rồi. Gốc ở đâu? Mẹ em quên. Quên luôn hả? Google. Đặc biệt là mình ấn tượng với cái cấu tạo, cái cơ bắp và cái móng của nó. Làm sao mà nó có thể búng nhảy rất là nhẹ nhàng.
và nó tiếp đất cũng rất là nhẹ nhàng các bạn ha. Và điều đặc biệt là nó có thể leo lên được cái vách núi dựng đứng như thế này mà cái khả năng thăng bằng của nó cực kỳ tốt luôn. Này là bạn này mới ra đời khoảng chưa được 10 ngày, đâm ra là cái còn hơi lo lắng là những cái độ cao này. Này mình cũng ghẻ hết à? Không, chắc là cục sừng của nó sắp nhú sao. Ồ, con này mà cục này mà là cục sừng là nó thành con con gì bên này, con gì mà mấy đứa gái phái ta, con gì con cái sừng á, kỳ lân nó kêu là cái gì? Unicorn. À unicorn. Này mà lên cái thành unicorn luôn, sừng ngay chính giữa nè. Không, nó chắc là ủi vô cái cây á. À chắc ủi vô cây dính cục ghẻ nhỉ. Chứ con mà có một sừng là con nổi tiếng nha con. Con có một sừng là khủng luôn á. Đây dê thường thường nó có hai sừng đó bạn. À, có một số bạn thì vẫn còn lầm tưởng là chỉ có dê là mới có sừng, nhưng mà cây dê cái cũng có sừng. À, dê cái cũng có sừng thường thường. Đấy các bạn. Chưa dạ. Sợ đúng không? Thôi sợ xuống. Đây. Làm cái người. Rất là dễ thương. Ai mà muốn trải nghiệm. Nói chung thì theo mình nhớ thì giá nó được đâu tầm hai mấy hết rồi. Dạ. Em biết giá không? Con dê cái này là 20 anh. Dê cái là 20. 20. Đực với đực mắc hơn là rẻ hơn nè. Em nghĩ là mắc hơn. Đực mắc hơn hả? Dạ. Anh nghĩ cái mắc hơn hả? Nếu mà mấy con mà đẻ được thì thường thường cái sẽ mắc hơn. Thì nói chung là tầm khoảng 20 đó các bạn. 40 cặp. Dê con này mình không biết, này để hỏi anh Hòa coi. Mà không biết anh có bán không hay là anh để chơi. Bé này đẹp quá. Bé này cái phân bố lông các bạn thấy rất là đẹp không? Nó có một đường đen chạy dài từ đây tới đây. Thế tới còn trắng nó ngưng hẳn luôn, tới đây nó dài lại. Thì nó y như là bận một cái bộ quần áo luôn. À, có quần, có áo đàng hoàng, có mang vớ luôn. Ai muốn tìm hiểu nó thì cứ comment hoặc là inbox trực tiếp cho mình ha. Mình chỉ chỗ người ta chia cho. Rồi không biết tụi con mẹ nó sẽ kèm con nó khoảng mấy tuổi ta tới khoảng chừng nào ta, mấy tháng ta? Em nghĩ là em tách nó ra khoảng hơn một tháng á, rồi em sẽ cho nó ở chung. Nhưng mà với điều kiện là nó phải ăn được. Ăn được đúng. Chờ cho nó tự ăn được hay không mình mới tách nó ra khỏi mẹ nó. Dạ. Đúng không? Với mẹ nó mà con mẹ mà có sữa mà không có con nào khác bú nó cũng sẽ bị tức vú. Dạ đúng rồi. Bầu sữa rất là to luôn nè. Bầu sữa rất là to. Và các bạn thấy đặc biệt á, bầu sữa dê nó dồn một cục ha, nó dồn một cục ngay đây thôi. Chứ nó không có chảy dài như con chó nhiều đến. Dạ. Nó dồn một cục lại ngay chỗ này thôi. Mới đầu mình nhìn tưởng con đực. Là bi con đực. Nhưng mà không phải, là bầu nhú. Bầu sữa mẹ. Dễ thương quá. Dễ thương quá, dữ nè. Dữ nè, dữ nè. Thôi là tình mẫu tử kìa. À, mẹ chăm con. Quá đáng yêu luôn. Thôi cái này mấy bạn nhỏ gặp con chết đi được. Ok anh em ơi. Rồi vừa nãy giờ chúng ta được thăm một bạn dê con mới vừa ra đời hôm mùng 6 Tết Quý Mão. Đây là lọc của quán, lọc của anh Hòa luôn. À, lọc của bếp của Free Garden luôn. Hiện nay chưa được 10 ngày tuổi mà rất là lanh, rất là năng động ha. Rất là khỏe luôn, cảm giác nó khỏe hơn so với chó mèo mà 10 ngày tuổi rất là nhiều luôn ha. Nó lanh, rất là lanh luôn. Mình cũng bị như là kết rồi đã nha. Kết rồi hả? Mặc dù mình có ba con mình màu đen thôi, nhưng mà nhìn mấy con này mình lông trắng đẹp quá. Dê này thì mắt size nó cỡ này rồi các bạn. Đây là kích thước lớn nhất của nó rồi. Thì bây giờ rất là nhiều những cái farm tư nhân, những cái gọi là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thì người ta cũng sẽ tổ chức nuôi những cái này để cho trẻ em và người cũng như gia đình đi chơi, dẫn trẻ em đi câu đó, để cho mấy bạn này. Thì bây giờ cũng được nuôi khá nhiều rồi đó. Cũng nước kìa. Rồi, ai quan tâm muốn tìm hiểu thì cứ comment dưới hoặc inbox cho mình sẽ chỉ chỗ ra, mình chỉ chỗ thôi chứ mình không có bán ha. Ok mọi người, rồi. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye, dễ thương quá. Rồi. Rồi. Rồi.
đó.